Nằm im nào cô xin, để ta khám cho cháu chứ. Cháu cứ nhúc nhích hoài, làm sao ta khám được? Em đi đây đi. Trời ơi là trời, cô xin ơi, để bác sĩ khám cho con chứ. Không chịu, em chịu. Tôi xin lỗi bác sĩ, nó cứng đầu quá. Không có sao đâu chị, chắc có lẽ cô xin nó quá bị kích động đó mà. Vâng. Thôi, phải đành chịu như vậy thôi. À, em nó đang bị chấn động tâm lý, chị phải nhớ hết sức cẩn thận, nhẹ nhàng, không cho em nó tiếp xúc những cái gì kích thích thần kinh nghe chưa? Vâng, thưa bác sĩ, tôi cảm ơn bác sĩ. Rồi rồi, không có chị đâu chị. Thôi tôi về đây. Bác sĩ, để tôi tiễn ông. À, bác sĩ ơi, sao dạo này cô xin nó cứ hoảng hốt mỗi lúc ngủ gì đó? Hình như cô xin nó bị chấn động tâm lý rất là nhiều lần lúc trước đó rồi phải không? Dạ, đúng như vậy ạ. Chị chỉ cần tránh cho nó tiếp xúc ảnh hưởng tới thần kinh của nó. Có vẻ như miệng với bắt mũi của cô xin bị tổn thương rất nặng. Chị phải cho nhiều vắc xin để có xin mau lại. Cậu bé muốn chi? Tuổi thọ dương gian của ngươi đã tận rồi, do ngươi đã giết quá nhiều người. Đến lúc rồi, hãy tỉnh dậy nào, theo ta xuống địa ngục. Diêm Vương gọi hồn canh ba, không có kẻ nào sống sót tới canh năm. Thôi, chúng ta đi thôi. Chị hãy nhớ những gì tôi dặn thì cụ xin nó mới mau khỏi bệnh được. Thôi, tôi phải về rồi, chào chị. Vâng, vâng, bác sĩ đi mạnh giỏi à. Xin ơi, con cảm thấy thế nào rồi? Xin, dậy đi nào, dậy mẹ cho uống thuốc nào. Xin, hả, à, sao người thần bí sao lành tốt như thế này? Xin ơi, con sao thế này, xin ơi. Phản hoàng công đường. Mày có làm theo tao chỉ bảo hay không? À, thần chết à. Ngày tới đây thăm ta tôi à. Không có rảnh đến thăm các người. Như thường lệ, ta đem linh hồn bị chết xuống đây cho các người. Các người xử lý đi. Thiệt là vất vả cho anh bạn. Đó là bổn phận của ta. Ta cũng không muốn tới đây đâu. Ta đi đây. Tên chó săn của Diêm Vương, hắn tưởng mình ngon lắm. Một thằng nhóc nhỏ xí mà đã phạm tội để phải xuống địa ngục rồi hay sao? Lĩnh đâu? Mau soi tội trạng của nó cho ta xem. Dạ, thưa phán quan. Bẩm phán quan, theo dữ liệu đã thu thập được trên trần gian, thằng nhóc này giết rất là nhiều người. Nó sát hại một cách kinh tởm, nhưng không hiểu lý do tại sao nó có một nguồn sức mạnh kinh tởm đến như vậy. Cũng may là dương thọ của nó đã tăng, nếu không... Ôi, nhức đầu quá, sao nay ngươi nói nhiều vậy? Ta biết rồi, để ta đẩy nó xuống tầng thứ 15, để nó có thể chịu nỗi đau mà nó đã cắt thịt người ta. Tầng 15, trách hành địa ngục. Mình đang ở đâu đây? Sao mà đau quá à? Ở đây là ở đâu đây? Sao nhiều người chết thế này? Sao mà nhiều cái thịt thế này? Sao mình không thoát ra được? Có ai cứu tôi không? Làm ơn thả tôi ra đi. Làm ơn cứu tôi. Mình phải chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật của mình. Mời tất cả các con quỷ trong địa ngục này tới. Buổi tiệc này cũng khá long trọng rồi đó. Cái thằng nhóc con đó là tội phạm mới chuyển tới. À đúng rồi, mình sẽ lóc thịt của nó. Đãi, chắc chắn nhiều ma quỷ sẽ tới dự sinh nhật của mình. Lần này tốt rồi. Diêm Vương, trả thù cho tôi. Địa phủ ngày càng yên bình, phạm nhân càng ít,
khiến ta phải chán rồi. Cấp báo. Chuyện gì vậy? Thưa phán quan, có một chuyện vô cùng kinh động địa phủ. Bởi vì có một linh hồn của một thằng nhóc đã giết chết một lính canh ngục tại tầng số 14 của địa ngục. Hả? Người nói cái gì? Phun ra lệnh tất cả từ trên xuống dưới địa ngục, kẻ nào bắt được thằng nhóc không đó sẽ treo thưởng cao. Tôi vừa nghe tin được liền báo cho ngài đấy ạ. Bây giờ phải nhờ ai đi bắt cái thằng nhóc con đâu đây? Thần chết thưa ngài. Thần chết ư? Hắn như ta như nước như lửa, hắn không thể nào giúp ta được đâu. Thưa ngài, tại sao chúng ta không bắt một ác quỷ đã nhốt dưới hầm tầm tối? Nếu không được việc cứ đổ thừa cho con ác quỷ đó, nó sẽ chết thay chúng ta. Được, thả con ác quỷ đó ra. Hầm tối nhốt ác quỷ địa ngục. Ôi, nơi này thật là nguy hiểm. Mình nhanh chóng tới kêu hắn rồi biến lệ thôi. Ở trong này lâu không tốt đâu. Này, con ác quỷ địa ngục tầm tối, hãy mau ra đây, phán quan có việc nhờ ngươi đây. Ngay cả phán quan mà ngươi cũng không nghe lời hay sao? Nếu ngươi làm được việc, phán quan sẽ tâu lên Diêm Vương tha tội cho ngươi. Các ngươi muốn ta làm việc gì? Ngươi hãy nhanh chóng đi tìm một hồn ma là một thằng nhóc con. Tầng số 6, đồng trụ địa ngục. Đây là đâu vậy? Những người kia bị chuyện gì vậy? Sợ quá. Lũ chúng mày thiệt là đau đớn. Ta rất là thích. Tiếp tục đi. Có kẻ lạ mặt vào đây sao? Đây, tâm linh ghét tầng 6 địa ngục. Cho ta hỏi. Tên ác quỷ địa ngục, người phạm đầy tội lỗi, đáng lẽ bị giam cầm ở trong ngục thôi. Tại sao ngươi lại xuống tầng địa ngục của ta quản lý chứ? Ta đi công chuyện cho phán quan đại nhân. Ngươi có thấy một thằng nhóc có hồn ma nhỏ xí chạy lạc vào đây không? Không, ta không thấy gì cả. Nhưng mà sao ta nghe mùi của nó ở tầng của ngươi? Ngươi biến đi, chẳng có gì cả. Ta đã nói không có, ngươi nhanh chóng xéo đi. Nếu không ở đây, sẽ có một cuộc chiến giữa ta và ngươi đó. Không tốt cho ngươi đâu. Được lắm. Tên khốn đó, ta thừa biết có một linh hồn của một thằng nhóc vừa tới thần của ta. Bây giờ ta sẽ bắt nó và thưởng thức. Nhóc con, hãy ra đây để cho ta đem ngươi và nướng lên cái ống kia. Hãy lại đây, hãy lại đây nào nhóc con. Đâu có chuyện gì không bình thường vậy? Là tiếng la của tên cai ngục đó. Tù nhân đâu hết rồi? Thật khốn, ngươi chuyện gì vậy? Thằng nhóc đó là một con ác quỷ. Nó chặt đầu ta, nó cướp hết tù nhân. Báo thù cho ta. Cháu nhỏ ơi, đừng chạy nữa. Không thoát ra khỏi nơi này đâu. Không có được ra. Đừng cố gắng nữa. Chúng tôi thử rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Lũ ác quỷ sẽ giết chúng ta nếu phát hiện. Chẳng lẽ chúng ta bị mắc kẹt ở đây mãi mãi hay sao? Chỉ có một cách là cầu xin Diêm Vương tha cho chúng ta mà thôi. Ở đây ta tìm hoài mà không thấy. Đến lúc ta sẽ xóa sổ hết lũ tội phạm này cùng với thằng nhóc ngu ngốc kia. Rồi ta sẽ được Diêm Vương tha tội. Nhìn kia, quỷ điên không? Không! Đau quá! Mấy chú ơi! Không! Đau của mình đau quá!
Lần này thành công như thế này, không biết mình kêu lão Diêm Vương ban thưởng cho mình cái thứ gì nữa. Chắc phải đòi cao cao một xí. Con dậy rồi hay sao? Mày quá! Mẹ ơi! Con khát nước quá! Con nóng được, quá! Được! Chờ mẹ một xí! Chờ mẹ một xí! Mẹ lấy nước cho con! Mẹ ơi! Nhanh lên! Con nóng quá! Mẹ ơi! Nhanh lên! Con nóng quá! Yeah!